Thưa tôn giả Xá Lợi Tử, vì 10 lực Phật không chắc thật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng không chắc thật. Thưa tôn giả Xá Lợi Tử, vì pháp không quên mất không chắc thật, tánh luôn luôn xả cũng không chắc thật. Thưa tôn giả Xá Lợi Tử, vì trí nhất thiết không chắc thật, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không chắc thật. Thưa tôn giả Xá Lợi Tử, vì tất cả pháp môn Đà La Ni không chắc thật, tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng không chắc thật. Thưa tôn giả Xá Lợi Tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ Tát không chắc thật, quả vị giác ngộ ca tột của chư Phật cũng không chắc thật. Thưa tôn giả Xá Lợi Tử, vì trí nhất thiết trí không chắc thật. Vì sao? Thưa tôn giả Xá Lợi Tử, vì Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được, huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được. Đối với tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được, huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được. Thưa tôn giả Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đối với pháp không nội còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được, huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được. Đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được, huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được. Thưa tôn giả Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đối với chân như còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được, huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được. Đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được, huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được. Thưa tôn giả Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đối với thánh đế khổ còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được, huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được. Đối với thánh đế tập diệt đạo cũng còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được, huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được. Thưa tôn giả Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đối với 4 tịnh lự còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được, huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được. Đối với 4 vô lượng, 4 định vô sắc, cũng còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được, huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được.